Đỗ Quốc Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2017. Thầy Nhân trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế trường kỷ đục tích Tam Quốc đã được anh Toàn ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc về ký nhận phần mộc. Video clip quý vị đang xem này, thầy Nhân chúng tôi quay trực tiếp tại Đỗ Quốc Nhân cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Rất vinh dự được anh Toàn tin tưởng và đặt hàng bộ trường kỷ đục tích Tam Quốc gỗ vụ mặt. Video quay video clip này nhân tiện để giới thiệu cho gia đình anh ở xa không về xem được, có thể xem qua màn hình, cũng như quý khách ở xa không về xem trực tiếp được, xem được cái bộ trường đục tích Tam Quốc. Toàn bộ phần đục chạm là vô cùng sắc nét và đỉnh cao. Dĩ vừa thôi. Đục chạm là vô cùng đỉnh cao. Cách đây ít hôm tại cơ sở 2 Hải Phòng, chúng tôi có bán một bộ trường tích Tam Quốc như thế này về chỉ huy Hải Phòng. Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2017 này, có một anh ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc và ký nhận phần mộc bộ trường đục tích Tam Quốc vô cụ mặt, gồm có 3 món, 2 trường, 1 bàn. Đây, nhưng vừa thôi. Chúng nằm đỡ hội thị trong biên tí, đỡ thị nhẹ thôi. Vừa vừa, hai người tí, hỗ trợ tí cho nó nhẹ. Đây. Đây là xã Lập Thạch, xã huyện Lập Thạch đúng không ạ? Quá đẹp. Về trung tâm huyện. Trung tâm huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. À, quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ bàn ghế trường kỷ đục tích Tam Quốc giống nhà ấy, liên hệ trực tiếp với thầy Luân chúng tôi qua số điện thoại 0972 770888 và 0967 110389. Xin chân thành cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng và ủng hộ thầy Luân.